Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là hiện tại họ mong muốn điều gì ở bạn. Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 món đồ vật tượng trưng cho 3 tụ bài ha. Đây, phụ kiện cài áo tụ 1, nước hoa tụ 2 và bức ảnh mới là tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi, bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái bộ phụ kiện cài áo này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi hiện tại họ mong muốn điều gì ở các bạn tụ 1 ha. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên mình mong các bạn sẽ đón nhận nó một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là vững vàng, rất là chịu đựng, có sự khoan dung, có sự có lòng trắc ẩn, có sự nhẫn nại, có sự kiên trì, bền bỉ, vượt qua hoàn cảnh ha. Có thể là cuộc sống bạn có điều gì đó khiến bạn khá là buồn phiền, mệt mỏi. Tuy nhiên mình thấy là sau những cái điều trái ý đó thì mình thấy bạn có cái sự vươn lên, có sự gọi là nâng cao cái sức mạnh ý chí kiên cường của bạn để có thể vững vàng vượt qua tất cả những cái điều chông gai để đạt được cái đích mà bạn mong muốn. Đồng thời mình thấy các bạn là những người đã biết xu theo dòng ha, những người đã biết để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Bạn kiểm soát mềm mỏng cuộc sống này, bạn trở nên dịu dàng hơn và bạn không có sự gọi là chống đối. Bạn biết hòa nhịp với cuộc sống này hơn ha. Âm thời mình thấy cuộc sống của bạn có cái sự biến đổi, một cái bước ngoặt đang diễn ra. Bạn đã xác định cái mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì, và bạn sẽ quyết tâm, quyết đoán, vững vàng, tự tin để có thể chinh phục được những cái điều mà bạn mong muốn ha. Và có thể trải qua cái bước ngoặt này, có thể nó sẽ khiến cho bạn khá là stress một thời gian ha. Tuy nhiên điều này là phải xảy ra, nó là mang tính định mệnh rồi, cho nên các bạn hãy biết chấp nhận những điều mà diễn ra trong cuộc sống của các bạn và hãy luôn vững vàng, vững tin và một cái tương lai tốt đẹp. Và bạn khi mà bước ngoặt này nó diễn ra thì trong cuộc sống bạn, bạn có niềm tin vào nơi đâu thì nó sẽ diễn ra y như vậy. Với cái nếu bạn tin vào cuộc sống bạn sẽ tốt đẹp hơn, bạn tin vào những cái khả năng, bạn tin vào chính mình, bạn tin vào những phép màu từ vũ trụ thì mọi thứ nó sẽ diễn ra giống như ý bạn mong muốn ha. Cho nên bạn hãy luôn tích cực, hãy luôn lạc quan, hãy viết ra những kế hoạch cho tương lai và thực hiện nó một cách kiên trì, bền bỉ. Rồi đồng thời mình thấy khi mà các bạn tụ 1 này, bạn đã trải qua một cái bước ngoặt thì đang trong giai đoạn đó thì các bạn cần phải làm những điều tốt đẹp. Nhân quả đang đến với các bạn ha, rất là gần. Chỉ cần bạn làm những điều tốt đẹp, bạn luôn có sự gọi là lòng trắc ẩn, yêu thương, giúp đỡ mọi người và tránh xa những điều tiêu cực trong cuộc sống các bạn. Thì khi mà bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại ha. Gieo nhân nào thì gặp được quả đó. Thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ trở nên tốt đẹp như những gì mà bạn đã đem lại cho cuộc sống này ha. Rồi để mình coi họ là ai ha.
Mình thấy các bạn nam trong đây là những người rất là giàu có nha, rất là giàu có, rất là nhân từ, có lòng trắc ẩn, có lòng khoan dung, là một người luôn muốn cho đi, có sự thấu hiểu, luôn muốn giúp đỡ cho những người khác, là những người có một cái cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất, tiền tài, có thể là họ đứng đầu trong một cơ quan tổ chức nào đó. Và các bạn nam này là những người biết thấu hiểu ha, chu toàn, có khả năng ăn nói, là một người sống theo cảm xúc. Mình thấy các bạn nam này rất là tốt, cho nên cuộc sống của bạn gặp khá nhiều cái người lừa đảo, những người gọi là bới móc đầu tư, hay là những người gọi là có ý lợi dụng bạn ấy. Thì đồng thời mình thấy là cuộc sống bạn ấy, bạn luôn muốn giúp đỡ cho mọi người, tuy nhiên bạn hình như toàn gặp những sai đối tượng ha. Giống như là bạn giúp không đúng người vậy đó. Thì các bạn nam, các bạn phải có sự gọi là lựa chọn, chọn lọc kỹ càng những người mà mình giúp ha, để không có sự gọi là hối tiếc sau này. Đồng thời các bạn cần phải giữ cho cái nguồn tài chính của các bạn, bảo vệ tài sản của các bạn thật là tốt. Đồng thời là mình thấy các bạn là những người giống như con sói đơn độc vậy đó. Các bạn luôn đưa ra những chiến lược và thực hiện nó một cách thầm lặng. Và các bạn cần phải cẩn trọng với những người xu nịnh, những người mà bằng mặt không bằng lòng các bạn ha. Họ có thể đâm bạn sau lưng á. Các bạn nam thì mình thấy giống như là các bạn rất là tin tưởng vào vũ trụ và ơn trên. Các bạn tin tưởng là mọi điều các bạn mong ước sẽ trở thành hiện thực và thực sự phép màu ra đến với cuộc sống các bạn ha. Một cuộc sống sung túc đầy đủ và bạn có sự tận hưởng về những thành quả mà bạn đạt được ha. Các bạn nam này có những cái lời khuyên rất hữu ích, đem lại cái sự ấm áp cho mọi người nữa. Một số bạn có thể là một số ít bạn đây là có thể làm trong lĩnh vực y tế, bác sĩ, hoặc là bác sĩ tư vấn, hoặc là điều dưỡng, hoặc là dược sĩ hay gì đó, hoặc là một người thích làm thiện nguyện. Mình thấy các bạn nam bạn dành cho bạn nữ cái tình cảm gọi là mong muốn luôn hỗ trợ giúp đỡ cho bạn nữ về mặt tinh thần, hoặc là về mặt kiến thức, hoặc là cái sự hỗ trợ, hoặc là về tài chính hay gì đó. Tuy nhiên mình thấy hình như là các bạn đã có sự xa cách nhau, có sự gọi là mâu thuẫn giữa hai bên, hoặc có sự gọi là ngắt kết nối rồi ha. Thì mình thấy các bạn nữ là những người sống theo cảm xúc, rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào, khá là nhạy cảm. Các bạn nữ khá là, có thể là cái năng lượng của bạn nữ nó nhỏ tuổi hơn các bạn nam ha. Mình thấy các bạn nữ là những người rất là thơ mộng. Và đồng thời các bạn là những người có cái sự hy sinh, có cái lòng trắc ẩn, có sự chịu đựng, có sự khoan dung, tha thứ. Đồng thời mình thấy có thể là cái chuyện tình này hai bạn có sự gọi là tranh cãi nhau, rồi gây ra xung đột, rồi mâu thuẫn, rồi ngắt kết nối. Hai cái bạn nam này bạn có sự gọi là tiếc nuối, có sự gọi là ước gì cái chuyện trong quá khứ nó không xảy ra như vậy ha. Thì một số trường hợp là như vậy và các bạn đã trải qua rồi. Các bạn nữ thì bạn cảm thấy rất là buồn phiền, rất là đau lòng. Còn các bạn nam thì bạn có sự gọi là nhung nhớ, có sự gọi là theo dõi, trong ngóng, quan sát xem bạn nữ này cuộc sống diễn ra như thế nào ha.
Đồng thời là mình thấy các bạn nữ thì tình cảm các bạn dành cho bạn nam rất là thắm thiết, mặn nồng. Và bạn thấy các bạn nam là những người có cái sự suy nghĩ rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Và đồng thời các bạn nam là những người có những cái góc nhìn nó khác biệt, nó độc đáo hơn người khác. Đối với các bạn nữ thì các bạn nam là những người rất là thông minh, trí tuệ, tuy nhiên khá là lạnh lùng, quyết đoán, và cái tính nam trong bạn nam rất là mạnh mẽ, là một người rất là chủ động, tự tin và dũng cảm. Tuy nhiên có cái phần gia trưởng, cái phần gọi là hơi khô khan, lạnh lùng, vệt nói ha, và luôn là một người rất là giỏi chiến thắng trong các cuộc tranh cãi vì cái sự lập luận, cái sự logic, những cái căn cứ mà bạn đưa ra khiến cho người khác không thể nào mà cãi lại được ha, có thể là như vậy. Mình thấy hiện tại thì cuộc sống của bạn nữ đang có sự gọi là tập trung vào công ăn việc làm nhiều hơn. Bạn đang có cái sự gọi là đấu tranh, hoặc là bạn đang trong một cái cuộc thi, đang có sự gọi là đấu tranh cho những cái mong muốn, những cái ước mơ của các bạn. Và mình thấy là bạn cũng có cái sự gọi là giao lưu bạn bè, họp mặt với bạn bè để vơi bớt nỗi buồn. Hoặc là các bạn có sự gọi là chúc mừng, chúc tụng gì trong công việc nè, có sự thắng lợi gì đó đây ha. Các bạn nữ mình thấy các bạn là những người rất là có vẻ ngoài rất là hấp dẫn, ăn nói rất là ngọt ngào, rất là tự tin, sáng tạo. Hoặc là các bạn có cái khả năng gọi là diễn thuyết, thuyết trình, bạn mang đến cái nguồn động lực tích cực cho người khác, bạn mang lại cho người khác cái sự cảm hứng, cái nguồn cảm hứng, và bạn chính là cái mẫu gương mà người ta mong muốn được noi theo. Đồng thời mình thấy các bạn nữ là những người rất là biết nắm bắt cơ hội, thời cơ để phát triển công ăn việc làm của bạn. Bạn là những người đã trở nên rất là tự tin trong cuộc sống này rồi. Đồng thời các bạn là những người tự lập, tự cường, các bạn vững vàng, vững chãi. Còn các bạn nam mình thấy hiện tại thì cuộc sống của các bạn ấy đang có khá là nhiều áp lực, rất là mệt mỏi, giống như là rơi vào cái sự gọi là hoàn cảnh tuyệt vọng, có thể là áp lực giữa công việc lẫn tình yêu. Đồng thời mình thấy các bạn ấy đang có quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai các bạn ấy ha. Các bạn ấy có sự gọi là cuồng công việc, làm việc rất là nhiều, và có sự gọi là có cái phần rất là giống như bị trói buộc vô cái hoàn cảnh đó vậy đó. Nó chưa chưa hoàn thành, chưa có giải quyết xong tất cả công việc, khiến cho bạn cảm thấy rất là stress, căng thẳng.
mình thấy cái bạn nam bạn mong muốn là điều bạn mong muốn là bạn muốn làm sáng lại, làm trỗi dậy lại cái tình yêu này, giống như là bạn mong muốn có một cái sự gọi là kết nối lại, hàn gắn lại, chữa lành lại, mong muốn được trở về đoàn tụ tái hợp với cái bạn nữ này ha. Có thể là bạn có sự nhung nhớ rất là nhiều, nhung nhớ về những kỷ niệm xưa, những gì mà các bạn đã trải qua, những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Và bạn khi mà bạn nhớ về những điều đó thì cảm xúc trong bạn là dâng tràn ha, cái tình yêu trong bạn dành cho bạn nữ rất là nhiều, rất là lớn luôn. Đồng thời bạn mong muốn là cái tình yêu này nó sẽ có sự bền chắc vững vàng hơn, hai người sẽ có sự thấu hiểu hơn và đi đến một cái kết lâu dài hơn. Và đồng thời mình thấy các bạn nữ thì bạn cảm thấy cái tình yêu này nó có sự ràng buộc bạn rất là nhiều, bạn muốn vứt áo ra đi nhưng mà cũng rất là khó khăn ha, muốn đi mà đi không được. Mình thấy bạn có sự mong muốn cái tình yêu này có sự khởi đầu mới, có sự gọi là nhiệt huyết đam mê hơn, có sự gọi là quan tâm chia sẻ thấu hiểu hơn. Có một cái điều gì đó hoặc là bạn mong muốn bạn nam sẽ gửi tin nhắn cho bạn hoặc là sẽ cho hai bên một cơ hội nữa. Mình thấy các bạn nữ bạn mong muốn là các bạn nam hãy tiến về phía bạn ha, để chủ động hơn, để đem đến cho bạn một cái tình yêu bền vững hơn, lâu dài hơn, và hai người lần này biết thấu hiểu nhau, biết đối xử với nhau một cách tinh tế hơn, khôn ngoan khôn khéo hơn ha. Mình thấy hiện tại các bạn nữ bạn mong muốn các bạn nam hãy có những cái suy nghĩ sâu sắc hơn, biết giác ngộ, như là có những cái sự nhận thức rõ ràng hơn khi mà hai người dành thời gian riêng, thì bạn mong muốn bạn nam sẽ có cái sự biết nhìn nhận những cái giá trị mà bạn đem lại cho bạn nam. À, bạn mong muốn các bạn nam hãy có một cái trí óc minh mẫn hơn, biết suy nghĩ cho bạn, biết suy nghĩ cho hoàn cảnh của bạn nhiều hơn. Và đồng thời bạn mong muốn là các bạn nam bạn hãy chủ động hơn, chủ động để nói lời yêu thương, để nói lời hàn gắn, chủ động tiến tới bên bạn một cách đam mê và đầy nhiệt tình. Và đồng thời là bạn mong muốn các bạn nam sẽ tiến tới bên bạn ha, có thể là các bạn ở xa nhau, có thể là bạn mong muốn là bạn nam này sẽ di chuyển để thăm bạn hay gì đó. Rồi bạn mong muốn là các bạn nam sẽ biết quý trọng giá trị của bạn hơn, yêu thương bạn hơn ha. Và biết gọi là có sự ổn định trong chuyện tình cảm này hơn. Mình thấy còn các bạn nam thì bạn mong muốn bạn nữ bạn hãy có những cái sự khôn ngoan khôn khéo, biết kiểm chế, ô biết kiểm soát tiết chế là chừng mực lời ăn tiếng nói, và có một cái sự thấu suốt rõ ràng hơn khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Bạn mong muốn là hai bên sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng, khôn ngoan tinh tế hơn để có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn, và có một cái sự quyết định đúng đắn hơn nhìn cho tình yêu này. Bạn mong muốn là các bạn nữ hãy có cái sự gọi là biết bảo vệ cho cái tình yêu này ha, tốt đẹp hơn, biết kiên trì nhẫn nại hơn, và bạn mong muốn là sẽ có cái sự tái hợp đoàn tụ lại. Có thể là bạn mong muốn bạn nữ hãy kiên trì chờ đợi bạn trở về, quay về thăm các bạn nữ ha, và hãy có sự kiên trì, có sự khôn ngoan, có sự giác ngộ thông thái hơn, có biết cách suy nghĩ nhiều hơn, biết yêu đúng cách hơn. Đồng thời bạn mong muốn có một buổi hẹn hò hoặc là đưa các bạn nữ đi ăn uống, hoặc là có thể có sự ra mắt bạn bè để cho mối quan hệ này được mọi người biết tới.
Rồi bạn mong muốn là hai người sẽ có sự hợp mặt vui vẻ với nhau, một cái sự khởi đầu mới tích cực ở đây ha. Mình thấy là một trong hai bạn là những người luôn lắng nghe cái bản ngã, cái tôi các bạn, khiến nó khiến cho các bạn có sự và không dám tiến tới với người yêu, mà các bạn có sự bỏ chạy ha. Các bạn giống như cảm thấy như là có nhiều nỗi sợ trong cái chuyện tình cảm này ha, nó khiến cho các bạn gọi là không dám đối mặt với nó. Một số bạn thì sẽ vì cái tôi, cái bạn, cái tính cao, cái tôi cao của các bạn á. Các bạn có thể là bạn nam và các bạn sẽ có sự gọi là không muốn liên lạc, các bạn dành thời gian để suy nghĩ, do cái to của các bạn á, bạn lắng nghe cái ego, cái nỗi sợ phía trong bạn, các bạn chưa dám hành động, các bạn có sự chạy trốn tình yêu. Một số bạn ở đây có thể là các bạn yêu chính bản thân mình nhiều hơn là bạn yêu người khác ha. Có thể là các bạn chưa biết yêu đúng cách, các bạn có sự gọi là kiềm giữ, có sự gọi là trói buộc, kiểm soát cái tình yêu này nó phải giống như những gì bạn mong muốn. Tuy nhiên mình thấy khi mà bạn yêu người khác, bạn nên dành cho họ một cái không gian riêng, nên cho họ thả lỏng cho họ, để cho họ có thể phát triển bản thân, rồi họ có thời gian để suy nghĩ, để lo cho tương lai của họ nữa ha. Nói chung là hai người cần phải biết yêu đúng cách, tạo sự thoải mái trong tình yêu, đừng có sự bóp nghẹt, đừng có sự kiểm soát quá mạnh mẽ, nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi. Hãy cứ để tự nhiên ha, thả lỏng bản thân để bản thân bạn được yên bình hơn. Người thực sự yêu bạn, họ sẽ chứng minh cho bạn thấy được cái sự gọi là uy tín của họ, lời nói của họ sẽ chắc chắn, hứa gì họ sẽ làm với bạn, và họ sẽ bày tỏ tình yêu của họ đối với bạn ha. Hoặc họ không thể bày tỏ qua lời nói, họ có thể bày tỏ qua hành động, những người nói ít mà làm nhiều, chẳng hạn như vậy, đã hứa thì họ sẽ làm với bạn. Có một số người họ không khó mà biểu đạt qua cái lời nói lắm. Và cũng có thể là chúng ta có thể cảm nhận bằng trái tim nữa. Mình thấy trong thời gian xa nhau, hoặc là trong thời gian hai bạn ngắt kết nối, hoặc là hai bạn chưa thể gặp nhau được, thì có thể là các bạn nhìn vào hình ảnh của đối phương, có sự nhung nhớ, rồi có nhiều cái ký ức. Rồi đồng thời các bạn cũng mong muốn là khi có sự tái hợp đoàn tụ, các bạn có sẽ tạo ra nhiều cái kỷ niệm hơn, như là chụp ảnh với nhau kiểu vậy ha. Các bạn hãy cởi mở hơn ha. Có thể là cái người này họ khác với những gì mà bạn suy nghĩ, giống như là bạn mong muốn có một người quan tâm bạn thật là nhiều, yêu thương bạn, luôn nói những lời ngọt ngào, chu toàn. Tuy nhiên mình thấy các bạn nam, bạn bề mặt á, bề ngoài thì bạn khá lạnh lùng, cứng rắn, nhưng mà trong sâu thẳm của bạn, bạn là một người rất là quảng đại, rất là tốt, có cái sự nhân từ ở bên trong, có sự thấu hiểu. Tuy nhiên bạn có thể là khó diễn đạt ra bên ngoài, và có thể là bạn gặp quá nhiều gọi là người lừa đảo, lừa tình hay gì đó, khiến cho bạn bị tổn thương, rồi bạn có sự gọi là dè chừng. Cho nên bề ngoài của bạn luôn lạnh lùng như vậy. Tại vì mình thấy có thể bạn muốn giữ, bạn nam mà bạn muốn giữ cho trái tim bạn không bị đau. Và hai bạn chính là soulmate, chính là những cái linh hồn tri kỷ đến yêu thương nhau. Có thể là các bạn hợp quan điểm, hợp cách nói chuyện, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và hai người có những cái đam mê rất là lớn với nhau ha, cái đam mê rất là nồng nàn, thấm thiết, cuốn hút. Bạn nam này bạn rất là muốn ôm hôn hay gì đó, cử chỉ âu yếm với các bạn nữ này. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.
Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn chai nước hoa này ha. Rồi đây là một cái trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên nó sẽ có ảnh hưởng đến bởi nhiều năng lượng ha. Các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, liên kết bạn tụ hai. Các bạn tụ hai thì mình thấy trong cuộc sống của bạn có một cái niềm hy vọng nào đó, hoặc là trong cuộc sống bạn có gì đó mà bạn ước mơ nó trở thành sự thật ha. Hoặc là trong cuộc sống bạn có sự lạc quan tích cực hơn sau những cái giai đoạn khá là mệt mỏi, thì mình thấy bạn đã có sự vực dậy bản thân, có nuôi dưỡng được cái nguồn năng lượng tích cực lạc quan hơn trong cuộc sống của bạn. Mình thấy bạn có sự muốn mong muốn chia sẻ cái niềm vui này cho mọi người, muốn lan tỏa tình yêu thương. Bạn là một người khá là bí ẩn, bạn là một người mang lại cái sự ấm áp, yên bình, thanh thiết cho những người mà tiếp xúc với bạn ha. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn giữ một vai trò, hoặc là các bạn có cái tầm ảnh hưởng một người khá là nổi tiếng trong cộng đồng các bạn ha. Mình thấy các bạn luôn mang đến cho người khác cái sự ấm áp, cái sự lạc quan tích cực, và bạn đang trong cái khí thế rất là phấn chấn, rất là vui vẻ, thoải mái, tràn đầy cái sự khởi sắc trong công ăn việc làm các bạn ha. Và các bạn đang có sự phát triển rất là nhiều những cái dự án, những kế hoạch của các bạn. Đồng thời mình thấy là các bạn là những người có khả năng ăn nói, có khả năng giao tiếp, là những người có khả năng gọi là diễn thuyết, có khả năng gọi là thuyết phục lòng người ha. Rất là tự tin, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, biết nắm bắt cơ hội, có sự phát triển, và mình thấy các bạn cũng khá là vững vàng, vững chắc trong cuộc sống các bạn rồi ha. Rồi, họ là ai ha? Thì mình thấy đối với các bạn nam thì các bạn nữ ở trong đây á, là một người rất là thánh thiện, một người có cái trực giác tâm linh khá là cao, một người hiểu sâu biết rộng, những người có cái sự thông thái đàng hoàng tử tế, là một người có tính nữ rất là cao và được mọi người rất là ngưỡng mộ. Bạn tỏ ra cái thần thái rất là có sự tinh tế, có sự thánh thiện ở bên trong. Đồng thời mình thấy là các bạn nữ này được nhiều người, bạn nam săn đón, giống như là mong ước các bạn nữ này được về chung một nhà với bạn ấy. Tuy nhiên các bạn nữ này thì bạn rất là kỹ tính, rất là rõ ràng trong tình yêu ha. Các bạn chỉ chọn đúng một người có thể đem đến cho các bạn cái sự an toàn, có cái sự hạnh phúc, và đó là người bạn yêu ha, chứ bạn không có vì cái sự ép buộc hay gì của gia đình đâu. Mình thấy bạn sẽ tự lựa, tự chọn lọc một cái người yêu xứng đáng với bạn ha, cùng đi lâu dài với bạn trên hành trình tình cảm này. Đồng thời mình thấy đối với các bạn nam thì các bạn nữ đối với các bạn nữ thì các bạn nam trong đây là một người đào hoa, tài hoa, tài giỏi, có khả năng ăn nói, có khả năng diễn thuyết, là một người vững vàng vững chãi trong cuộc sống. Và đồng thời các bạn nam này là một người rất là nhiệt tình, sáng tạo, tự tin, là biết nắm bắt thời cơ, cơ hội rất là tốt, và công việc của bạn nam đang có sự phát triển tốt đẹp. Còn các bạn nữ này, bạn có sự gọi là tìm tòi nghiên cứu, học hỏi về thêm về cái lĩnh vực tinh thần, hoặc là bạn muốn mong muốn là mình có sự phát triển về tinh thần hơn, có sự yên bình trong tâm trí hơn. Bạn nữ thì bạn có cái sự gọi là nhung nhớ bạn nam rất là nhiều ha. Có thể là các bạn ở xa nhau cho nên bạn cũng có cái sự gọi là cảm thấy khá là cô đơn. Có thể là trong cuộc sống bạn ấy có rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều người đó offer tình yêu cho bạn, nhưng mà bạn chỉ chung thủy, bạn chỉ yêu đúng một người này thôi. Và đồng thời các bạn có cái sự gọi là dành không gian riêng
để suy nghĩ kỹ lưỡng cho cái câu chuyện tình yêu của bạn, hoặc là dành không gian để các bạn có cái thời gian riêng để bạn phát triển công ăn việc làm, phát triển cái sự nghiệp của các bạn ha. Mình thấy các bạn nữ trong cuộc sống của bạn cũng có khá nhiều người muốn gây hấn, hoặc là bới móc đời tư, hay là đâm đâm sau lưng bạn ha, hoặc là gây chiến với bạn. Tuy nhiên mình thấy bạn không có sự màng đến điều đó, mà bạn có sự bỏ qua hết. Bạn có sự gọi là không muốn gây hấn với ai hết, mà bạn có sự rời bỏ cái cuộc chiến đó. Bạn ý thức được rằng ha, cuộc sống của bạn thì bạn có trách nhiệm để bảo vệ bản thân, tâm trí, cảm xúc thật là tốt, không để những người khác ảnh hưởng. Và đồng thời bạn ý thức được rằng cái tính nhân quả trong cuộc sống này, ai gieo nhân nào thì gặp quả đó mà thôi. Và bạn biết thông cảm, biết tha thứ cho những người đã gây tổn thương cho bạn, vì bạn biết là những người đó cũng sẽ gặp được những cái bài học mà vũ trụ giao cho ha. Cho nên bạn có sự tập trung vào hành trình của bạn nhiều hơn, và bạn không màng đến những người khác ha. Bạn nữ này là suy nghĩ ra chín chắn rồi ha. Hoặc mình thấy trong cái chuyện tình cảm này có thể là các bạn có cái sự gọi là tranh cãi qua lời nói, khá là hơi là mâu thuẫn với nhau, và có sự buồn phiền dành không gian riêng để suy nghĩ. Thì một số trường hợp là như vậy ha. Mình thấy có thể là trong chuyện tình cảm này, bạn nam bạn suy nghĩ khá là nhiều. Bạn có sự cân nhắc, có sự suy tính. Đồng thời bạn thấy các bạn nữ này, tình cảm bạn dành cho bạn nữ là tình yêu thực sự ha. Hoặc có thể là trước kia bạn đứng trước nhiều sự lựa chọn và bạn không biết chọn ai. Tuy nhiên thì bạn có thời gian suy nghĩ cân nhắc, và bạn thấy các bạn nữ này chính là cái sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn ha. Một cái người yêu mà bạn cảm thấy rất là có sự đam mê cuốn hút, và khi mà mới lần lần đầu gặp mặt thì các bạn đã có sự xao xuyến, có sự là muốn về chung một nhà với nhau rồi ha, có sự là hợp nhất về tình yêu, về thể chất lẫn tinh thần luôn. Và đồng thời các bạn nam này, bạn thấy bạn nữ này chính là một cái điều gì đó rất là quý giá trong cuộc sống các bạn ha, và bạn mong muốn là cái tình yêu này nó sẽ phát triển, cam kết lâu dài hơn, vững chắc ổn định hơn. Và mình thấy lúc trước kia thì bạn trong cái thời gian mà bạn suy nghĩ, bạn không có chủ động nhiều, thì mình thấy là bây giờ bạn đã có những cái sự thông thái, có sự nhận thức sâu sắc rõ ràng, và bạn sẽ hành động ha. Tiếp theo thì mình thấy bạn sẽ hành động nhiều hơn ha, bạn có cái góc nhìn tích cực hơn. Hoặc có thể là trước kia các bạn nam này, bạn bị trói buộc trong một cái hoàn cảnh mà không thể nào mà hành động được, có thể là do Covid. Các bạn ở xa rồi các bạn không thể tìm về thăm các bạn nữ, nhưng mà mình đến nghĩ là đã đến cái thời điểm mà bạn ấy có thể là hành động được rồi ha. Mình thấy là các bạn nữ, bạn có cái điều gì khá là buồn phiền trong cái chuyện tình cảm này, giống như là bạn có sự nghi ngờ đối phương có ai khác, hoặc là nói dối bạn, hay là lừa lọc gì bạn ha. Bạn có sự đa nghi, nó khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi. Đồng thời là mình thấy là cái tình yêu này nó cũng giúp cho bạn có sự gọi là nâng cao cái sức sáng tạo, nhiệt tình, tự tin ở bạn trong công việc, giúp bạn có sự gọi là khai triển được cái đam mê của bạn trong công việc. Có thể là nhờ vào bạn nam này, bạn có những cái sự động viên, có cái lời khen dành cho bạn nữ, giúp cho bạn có sự phấn chấn, và giúp các bạn có sự gọi là phát triển, khai triển những đam mê, những cái kỹ năng, những khả năng của bạn có. Đồng thời bạn nữ này, bạn có cái sự nhìn ngắm, xem xét cái tình yêu này
xem coi có nên là tiếp tục hay là nên buông bỏ ha. Mình thấy có cái sự do dự ở đây, và có sự nhìn ngắm hình ảnh người yêu ở đây nữa nè, có sự nhung nhớ, có sự xem xét. Một số bạn nữ đây mình thấy dường như các bạn có cái sự muốn rời bỏ, muốn đôi khi các bạn cảm thấy hơi chán ngán, hơi mệt mỏi, có thể là do chờ đợi quá lâu hay là do các bạn khá là buồn phiền hoặc điều gì đó. Mình thấy các bạn có sự buồn phiền, có sự muốn rời đi, nhưng mà muốn rời đi nhưng mà vẫn còn tiếc, vẫn còn nhung nhớ, chưa thể đi được ha. Các bạn có sự nghi ngờ người yêu ha. Bạn đang có sự gọi là đấu tranh giữa con tim và lý trí à. Đó chỉ là những sự nghi ngờ của bạn thôi, chứ thực sự bạn cũng chưa tìm được chứng cớ, mình nghĩ vậy. Có thể là do ở xa bạn đâm ra có những suy nghĩ tiêu cực. Buồn phiền ha, các bạn cần phải tránh cái trường hợp mà bị rơi vào cái trạng thái là bị phụ thuộc cảm xúc nha. Đừng để những cái cảm xúc tiêu cực nó ảnh hưởng đến bạn, khiến cho bạn bị phán đoán sai lầm nha. Mình thấy hiện tại bạn nam đang tích cực học hỏi rất là nhiều để nâng cao kỹ năng, nâng cao kiến thức. Hoặc là có thể các bạn đang có sự bận rộn trong cái quá trình đào tạo nhân viên, hoặc là các bạn đang có sự gọi là học hỏi thêm nhiều kiến thức sâu rộng. Các bạn đang có sự gọi là mong muốn có cái dự định để có thể là đi nước ngoài làm việc, và các bạn mong muốn là được trở về thăm người yêu của mình, trường hợp hai bạn xa cách nhau. Các bạn đang có những dự tính ha, hoặc là các bạn mong muốn là phát triển cái công việc kinh doanh các bạn xuyên tầm quốc tế luôn. Và mình thấy trong cuộc sống bạn có nhiều cơ hội được đưa tới ha, giúp bạn có sự phát triển nhiệt huyết, một cơ hội rất là tốt cho bạn ha. Nâng cao cái sự sáng tạo, tự tin, đam mê cháy bỏng của bạn trong công việc ha. Và mình thấy có thể là bạn tham gia một cái lớp học nào đó, hoặc là bạn đang đảm nhận cái vị trí gọi là giảng dạy truyền truyền những cái kiến thức cho những người đi sau, những người học hỏi từ bạn ha. Là bạn đang có sự cân bằng hơn trong tâm trí. Mình thấy công việc hiện tại của bạn nữ cũng khá là tốt. Bạn đang có một cái cơ hội về tiền bạc, hoặc ai đó đem đến nguồn lực về tiền bạc, giúp đỡ bạn về tiền bạc, hoặc là về tinh thần, hoặc là lời khuyên, hoặc là mình thấy trong cuộc sống của bạn nữ và bạn đang có sự sung túc vật chất tiền tài ha. Và bạn muốn cho đi, muốn chia sẻ giúp đỡ cho người khác ha. Đồng thời là mình thấy là các bạn nữ các bạn đang có sự đấu tranh giằng co giữa cái lý trí và con tim. Bạn đang có sự gọi là một số trường hợp thì bạn đang rơi vào giai đoạn gọi là tuyệt vọng, tiêu cực, hoặc là bạn đang bị cái to, cái bản ngã của bạn điều khiển bạn, khiến cho bạn không mất cái khả năng phán đoán, mất làm cho bạn có sự gọi là tiêu cực trong cái chuyện tình cảm này, có sự mệt mỏi, buồn phiền gì ở đây ha. Tuy nhiên thì các bạn nữ cần phải cố gắng cân bằng lại lý trí, hãy tìm cái không gian nào mà yên tĩnh, không khí trong lành á, để bạn có sự phục hồi năng lượng, để bạn có thể đưa ra những quyết định chính xác đúng đắn cho bạn. Và mình thấy trong công việc các bạn nữ thì bạn đang có sự gọi là xác định được mục tiêu cuộc sống của bạn là gì, và bạn đang có sự gọi là quyết đoán mạnh mẽ để chinh phục những cái điều bạn thử những cái điều mà bạn mong muốn, và bạn có thể vượt qua được những giai đoạn tiêu cực này, phấn chấn để vực dậy được bản thân của bạn ha. Hoặc là bạn đang cố gắng suy nghĩ gọi là tích cực hơn trong cái chuyện tình cảm này, để không có bị cái suy nghĩ tiêu cực nó lấn át lý trí, nó dìm bạn xuống cái giai đoạn tuyệt vọng ha.
Mình thấy là hiện tại thì mình thấy cái mong muốn của bạn nam mới dành cho bạn nữ đó là bạn mong muốn bạn nữ có một giấc ngủ tốt, giấc ngủ ngon hơn. Đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực nữa, đừng có cái sự gọi là trằn trọc đêm khuya nữa, mà bạn mong muốn bạn người nữ hãy có cái sự chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc sức khỏe thật tốt, nhất là sức khỏe và giấc ngủ á. Ngủ đúng giờ đúng giấc. Đồng thời bạn mong muốn là bạn nữ sẽ có cái sự gọi là tích cực hơn, lạc quan hơn, có sự gọi là sáng tạo hơn, biết luôn có những cái suy nghĩ rất là lạc quan trong cái chuyện tình cảm này, và bạn mong muốn là các bạn nữ hãy có sự dẹp bỏ những cái điều cũ, những cái niềm tin hạn hẹp, những cái suy nghĩ tiêu cực không còn phù hợp với cuộc sống của bạn nữa, và bạn mong muốn là các bạn nữ hãy có sự di chuyển, có sự gọi là thông thái hơn, nhận sắc nhận sẽ nhận có sự gọi là thấu suốt mọi điều hơn ha, sâu sắc rõ ràng hơn. Đồng thời thì bạn mong muốn là các bạn nữ hãy có cái sự phát triển, sáng tạo, tự tin trong công việc nhiều hơn, hoặc là sáng tạo trong cái chuyện tình cảm này nhiều hơn để nó có cái sự đam mê, thú vị hơn. Và bạn có sự nhìn ngắm hình ảnh của bạn nữ rất là nhiều ha. Hoặc là bạn có cái sự gọi là mong muốn các bạn nữ hãy cố gắng chờ đợi để bạn có thể về nước để thăm các bạn nữ. Một số bạn thì ở xa ha, có thể là xa hai quốc gia với nhau. Và các bạn mong các bạn nữ là hãy tự tin lên ha, tự tin vào cái tình yêu mà bạn dành cho các bạn nữ này. À, các bạn nữ thì bạn mong muốn các bạn nam là có thể là bạn thấy các bạn nam là những người có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, có nhiều người mến mộ bạn, cho nên bạn nữ mong muốn là bạn nam hãy có sự vững vàng, tự tin, có sự gọi là quyết đoán mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, để có và có cái sự gọi là trung thành, trung thực với bạn, công bằng với bạn ha, đừng để những cái người khác quyến rũ ha có sự gọi là phải lạnh lùng trước những cái người khác, để không và không có sự dao động, không có sự gọi là cảm nắng với bất kỳ ai khác ha, vì mình thấy có thể là bạn nam này rất là tài hoa, rất là giỏi, rất là đẹp trai nữa, cho nên bạn nữ này bạn có sự nghi ngại bạn mong các bạn nam á, là hãy có sự nhận thức sâu sắc rõ ràng hơn, đâu ra đó đàng hoàng, trung thực với bạn ha, không được có sự gọi là bắt cá hai tay hay gì á. Đồng thời bạn mong là các bạn nam hãy có cái sự suy nghĩ sáng suốt rõ ràng, đừng để những cái người khác làm ảnh hưởng cái tình yêu này, đừng để những cái người phụ nữ khác quyến rũ ha có sự gọi là lạnh lùng hơn, sắc bén hơn trong cái khuôn mặt của các bạn ha, kiểu vậy mình cảm nhận được vậy ha. Bạn nam này có thể là trong công việc á, bạn rất là siêng năng chăm chỉ, là một người có thể làm việc với đám đông, hoặc làm việc trong môi trường đông người, thì hoặc làm việc trong môi trường gọi là đội nhóm. Mình thấy bạn có sự nhung nhớ bạn nữ rất là nhiều ha, bạn nữ có nhiều phẩm chất cao quý tốt đẹp mà bạn nam này rất là ưng. Đồng thời là bạn mong muốn, thí dụ như trước kia các bạn có sự hiểu lầm, có sự tranh cãi gì đó, thì bạn mong muốn có sự hòa giải, có sự gắn kết lại với nhau. Và đồng thời bạn mong muốn là bạn làm việc thật là nhiều, chăm chỉ siêng năng để có cái nền tài chính ổn định để đem đến cho một
cho cái tình yêu này một cái sự cam kết vững bền hơn. Có thể là bạn mong muốn có một cái sự đính hôn đính ước, kết hôn ở đây luôn ha. Mình thấy có thể là các bạn nữ này, bạn mong muốn bạn nam hãy gửi tin nhắn, hãy liên hệ, hãy luôn có những tin tức đưa về cho bạn để bạn có cái sự vui vẻ hơn, có sự lạc quan tích cực trong cuộc sống này. Và bạn nữ là những người mình thấy bạn đã có sự vực dậy bản thân khá là tốt, bạn có thể là bạn là một ngôi sao sáng, có thể hai bạn luôn, có thể hai bạn là những người rất là nổi tiếng trong cộng đồng các bạn ha, có tầm ảnh hưởng. Đồng thời mình thấy là bạn sẽ cố gắng bảo vệ cái tình yêu này phát triển, chứ bạn không có sự bỏ cuộc ha. Đồng thời bạn mong ước là cái sự hy vọng, cái ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật, mong ước là bạn nam sẽ có thể về thăm bạn được ha, và mong ước là hoặc là trong tình trạng mà gắt kết nối thì bạn mong mong rằng các bạn nam bạn sẽ gửi tin nhắn cho bạn, hoặc là một cái điều gì đó khiến cho tình yêu này có sự gọi là khởi sắc hơn. Và hai người có sự chia sẻ, thấu hiểu nhau nhiều hơn ha. Bạn mong ước là bạn nam có thể nói ra những suy nghĩ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn nhiều hơn để bạn thấu hiểu hơn ha. Wow, hai bạn chính là twin flame của nhau nè. Twin flame chính là ngọn lửa song sinh ha. Sẽ có sự tái hợp với nhau nè, sẽ có sự cân bằng hơn. Và hai bạn dành cho nhau những cái lời khen rất là ngọt ngào. Đồng thời các bạn là một cặp đôi rất là phù hợp, một cái mảnh ghép khăng khít hoàn hảo dành cho đối phương. Và cái người này đến, hai bạn đến với nhau để có thể trigger lên đối phương những cái nỗi đau, những cái tổn thương mà các bạn còn che giấu, thì các bạn sẽ bị đối phương trigger lên, moi hết lên để có thể chữa lành cho các bạn được. Rồi các bạn có sự gọi là trưởng thành hơn trong suy nghĩ, lời nói, hành động, và không có sự gọi là bị cái nỗi sợ nó ảnh hưởng đến các bạn nữa ha. Có thể các bạn cũng sẽ có thời gian on off với nhau khá là nhiều lần ha, để có thể thấu hiểu hơn, biết yêu đúng cách hơn. Và hai bạn khi mà yêu nhau thì các bạn có thể là yêu nhau rất là nhiều nhưng mà lại có sự che giấu cảm xúc, không có thể hiện được cái sự thật lòng. Ông thấy nói chung là bạn không thể hiện được cảm xúc nhiều cho đối phương hiểu cái tình yêu bạn dành cho họ ha. Có sự yêu mà không nói nhiều, che giấu cái đó bên trong. Cái này có thể là các bạn nam ha. Các bạn nam đây có thể bạn sợ bị tổn thương hay gì đó, hay bạn là một người có cái tôi cao, bạn không muốn gọi là để cho người ta biết, thấu hiểu, biết nhiều về bạn, như là cho người ta biết xuyên con tim bạn, bạn sợ sẽ bị đau ha, sẽ bị người ta gây cho bạn cái niềm đau chôn giấu. Nói chung là vậy, cho nên đeo mặt nạ, không có thể hiện nhiều tình yêu cho người đối phương mình hiểu. Sắp tới mình thấy hai bạn sẽ có những chuyến đi du lịch nè, rất là hạnh phúc vui vẻ, đi Nha Trang, Phú Quốc, Kiên Giang hay gì đó, những cái chỗ nào mà liên quan tới biển á. Và cái chuyến đi này được cái sự gọi là bảo trợ, có sự hỗ trợ của thiên thần ha, thiên thần hành ông lái đò luôn nè. Hai người sẽ có những cái sự tận hưởng, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Và hai bạn mình thấy thì chắc chắn có thể là trên 50% các bạn đang ở xa nhau. Và có thể là một số bạn đang có sự ngắt kết nối, đang chờ người kia nhắn tin. Trước tiên thì các bạn hãy xuôi theo dòng ha, hãy yêu thương bản thân mình trước. Hãy gọi là dành thời gian riêng để suy nghĩ, để có sự lấy lại, phục hồi lại năng lượng, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Tập trung vào chăm sóc sức khỏe mình thật tốt, chăm sóc tinh thần của mình, có sự gọi là phát triển công ăn việc làm của mình. Trong thời gian hai bạn có sự xa cách nhau thì nên tập trung phát triển bản thân mình, phát triển tài chính, công ăn việc làm, phát triển những đam mê các bạn ha.
Thì khi mà các bạn có sự gọi là yêu thương bản thân, các bạn có sự nâng cao tần số, nâng cao năng lượng, thì các bạn sẽ thu hút được người này trở về, hoặc là thu hút được cái thời gian mà hai bạn đoàn tụ với nhau sẽ sớm hơn, diễn ra sớm hơn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái bức tranh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi hiện tại thì họ mong muốn điều gì ở các bạn ha. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Sẽ có trường hợp đúng với bạn và không đúng với bạn thì đúng với người khác ha. Cho nên các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Lá bài này tự bay ra luôn. Mình thấy các bạn tụ ba là những người có cái sự nhân từ quảng đại, luôn muốn giúp đỡ chia sẻ người khác, bạn rất thích làm từ thiện. Và trong cuộc sống của bạn ha, thì mình thấy có thể các bạn được mẹ các bạn quan tâm yêu thương rất là nhiều. Đồng thời mình thấy trong cuộc sống của các bạn thì đối với bạn cái tình yêu là một cái gì điều gì đó nó rất là thiêng riêng liêng và rất là quan trọng trong cuộc sống của bạn ha. Mình thấy các bạn tụ ba thì trong cuộc sống của các bạn, nếu bạn có sự cho đi, các bạn sẽ có sự nhận lại ha. Thì bởi vậy các bạn hãy luôn có sự thấu hiểu nhân từ, có thể giúp đỡ cho người khác và biết giúp đúng người đúng hướng. Thì cuộc sống của các bạn, bạn gieo nhân nào bạn gặp quả đó ha, thì bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của các bạn. Có thể là các bạn sẽ được ai đó hỗ trợ về tiền bạc, hoặc là giúp đỡ cho bạn một điều gì đó, hỗ trợ về mặt tinh thần, về mặt kiến thức. Và khi mà bạn có cái sự gọi là chia sẻ những người khác, thì có thể là vũ trụ cũng sẽ đem đến cho bạn những cái nguồn lực giúp đỡ cho bạn phát triển trong cái việc làm, công ăn việc làm, tài chính, cuộc sống. Đồng thời mình thấy bạn có sự gọi là sung túc, thịnh vượng, dồi dào, đầy đủ ở đây ha. Rồi để coi họ là ai. Hoặc là một số bạn hình như là mình thấy khá đào hoa, thì trong cuộc sống bạn có nhiều sự lựa chọn và bạn đang có sự do dự để đưa ra cái quyết định một người phù hợp cho bạn ha. Một số bạn thì như vậy. Rồi họ là ai? Mình thấy đây là một người chững chạc trưởng thành ha. Mình thấy nếu mà mấy các bạn nữ đang xem thì mình thấy các bạn nam đây là những người rất là thông minh, trí tuệ, biết phân tích logic, cặn cặn kẽ, lập luận rất là chính xác. Và đây là một người rất là công bằng liêm chính, chính trực, thông minh, khá là khô khan, lạnh lùng, có sự gia trưởng nữa, có cái to khá là lớn ha. Cái tính nam trong bạn nam này rất là mạnh mẽ luôn. Mình thấy hình như trong cuộc sống bạn nam có cái sự gọi là một điều gì đó sụp đổ đột ngột khiến cho bạn có sự buồn phiền. Các bạn có sự gọi là không còn muốn bon chen trong cuộc sống này nữa, mà bạn có sự chuyển hướng về cái mặt tinh thần, muốn có cái sự gọi là yên bình trong tâm trí hơn, có sự thiền định để lấy lại được cái năng lượng trong cuộc sống của các bạn. Hoặc là các bạn có cái sự rời bỏ một công việc cũ, một cái điều gì đó cũ không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa, không còn đem đến cho bạn niềm vui nữa. Và bạn có sự chuyển hướng ha, chuyển hướng theo một cái con đường hành trình riêng của các bạn. Thì có thể một số bạn đây có thể bạn sẽ rời bỏ một công việc, một chỗ làm cũ mà bạn sẽ đi theo cái con đường của bạn là tự kinh doanh, tự ra kinh doanh luôn. Một số bạn thì như vậy ha. Và bạn nam này là một người rất là trưởng thành, chững chạc rồi, có địa vị. Còn các bạn nữ trong đây thì mình thấy các bạn nữ là những người có sự yêu thương rất là nhiều, có sự nhân từ, một người nết na, đoan chính, đảm đang, tháo vát,
là một người biết suy nghĩ cho người khác, một người có sự nuôi dưỡng bên trong, một người có sự đơn sơ, mộc mạc, có sự liên kết với đất mẹ ha. Các bạn nữ trong đây khi mà bạn gặp cái giai đoạn khó khăn, mệt mỏi thì các bạn nên có sự gọi là đi dạo, hít thở không khí trong lành, chìm đắm trong thiên nhiên để bạn có sự phục hồi năng lượng cho bản thân ha, và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Và đồng thời mình thấy các bạn nữ là những người giống như kiểu vượng phu ích tử vậy đó, luôn đem đến cái sự ấm áp cho mọi người, cái sự bảo bọc, cái sự giúp đỡ. Hoặc một số trường hợp nhỏ thì mình thấy hai bạn đã có sự ngắt kết nối do có sự mất cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại ha. Hoặc là các bạn nam này, bạn có sự rời bỏ tình yêu này vì cái công việc của bạn ha. Có thể là bạn đam mê công việc nhiều hơn, hoặc có thể là bạn lo làm việc quá, bạn vô tâm, bạn làm cho bạn nữ này cảm thấy buồn phiền, cô đơn, rồi có sự chia tay. Thì có nhiều trường hợp ở đây ha. Thì mình nói trước, trong trải bài này á thì mình thấy là cái người này rất là khó tính nha, kỹ tính nha, không có sự gọi là phản bội, lừa lọc hay gì hết, mà bản là trong cuộc sống của bản là cái điều mà quan trọng là phải có sự công bằng, ăn nói phải đàng hoàng, phải có trách nhiệm, và phải phải luôn nói những điều sự thật á. Bản bản yêu chuộng sự thật, sự công bằng, cho nên là trong trường hợp này mình thấy không có cái sự phản bội ở đây nha. Còn nếu mà bạn đang quan hệ với một người phản bội lừa lọc đó, thì mình thấy bạn nên vứt bỏ người đó đi, là để bạn không có sự lãng phí thời gian, bạn lấy lại được năng lượng yêu thương bản thân mình để bạn còn gặp được một người khác tốt đẹp hơn đối với bạn ha. Thì những người cũ đó cũng giúp cho bạn có sự gọi là rút kinh nghiệm, biết chọn lọc hơn. Mình thấy hai bạn có khoảng cách ha. Có thể trong chuyện tình cảm này cũng khá là nhiều áp lực cho đối với các bạn nam ha, cũng khá là mệt mỏi. Tuy nhiên mình thấy bạn có cái sự gọi là rất là ngay thẳng, rất là quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin trong cái chuyện tình yêu này. Và trong cái chuyện tình cảm này mình thấy có thể các bạn nam các bạn mong muốn là một người trụ cột gia đình, một người sẽ luôn đưa ra quyết định, một người sẽ kiểm soát cái tình yêu này ha. Là một người bạn mong muốn là những người trong gia đình phải nghe theo cái lời, cái sự hướng dẫn của bạn, theo theo cái luật lệ mà bạn đề ra ha. Một số bạn đây rất là bạn nam rất là gọi là gia trưởng khuôn khổ á, làm việc theo nguyên tắc đàng hoàng á, thích cái sự gọi là trật tự công bằng. Đồng thời mình thấy là bạn mong muốn cái tình yêu này nó sẽ có sự phát triển bền vững, vững vàng, vững chắc, cam kết lâu dài, chứ bạn không phải là chơi đùa vậy đây ha. Thì bạn đã xác định cái bạn nữ này là người yêu của bạn thì bạn sẽ cố gắng làm việc để cho cái tình yêu này nó phát triển, có sự gọi là sung túc đầy đủ vật chất tiền tài, không có sự thiếu thốn. Mà bạn là một người khi mà bạn là người cha, người chồng là bạn rất là có trách nhiệm. Bạn sẽ là một người giống như là lo hết cho mọi người trong gia đình, là trụ cột, là người bảo bọc cho những người trong gia đình, kiểu vậy ha. Bạn là có sự kiên trì nhẫn nại trong tình yêu này. Bạn cũng có sự phòng ngừa những cái nỗi đau, sợ bị tổn thương nữa. Bởi vì mình thấy có thể các bạn nữ ở đây chính là cái người yêu nguy hiểm. Những người có khả năng kiểm soát cái bản tính của bạn nam này. Giống như bạn là một người bạn nam ở ngoài đời thì bạn là một người rất là khô khan, lạnh lùng. Bạn là một người điềm tĩnh giải quyết vấn đề. Nhưng mà khi mà hai bạn có sự gọi là tranh chấp, có sự gọi là mâu thuẫn lời nói hành động, buồn khổ với nhau, thì bạn hai nam này bạn sẽ rất là đau khổ, buồn phiền, chạm đáy nỗi đau kiểu vậy ha. Bởi vì bạn dành cho bạn nữ này tình yêu rất là nhiều. Mình thấy có thể là nếu mà có thể các bạn đây đã chững chạc trưởng thành rồi. Tuy nhiên mình thấy trong chuyện tình cảm thì các bạn nữ bạn có sự gọi là thơ mộng, yêu thương ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc lãng mạn yêu thương, rồi có sự gọi là
nhạy cảm, nghe theo con tim nhiều hơn lý trí kiểu vậy ha. Và bạn coi bạn nam giống như một điều gì đó rất là quý giá trong cuộc sống bạn. Bạn không muốn chia sẻ sang sớt cho bất kỳ ai hết, mà bạn muốn giữ cho riêng bạn, và bạn muốn kiểm soát cái tình yêu này thật chặt. Có cái sự gọi là tính chiếm hữu khá là cao. Tuy nhiên các bạn nữ còn phải có sự thư giãn thôi ha. Bạn đừng có gọi là tiêu cực quá, đừng có gọi là bóp nghẹt tình yêu, nó sẽ khiến cho các bạn nam này rất là mệt mỏi. Và đồng thời là mình thấy bạn nữ bạn có sự gọi là chịu đựng, có sự khoan dung, nhân từ, nhẫn nại, có sự tha thứ, có sự kiểm soát mềm mỏng ha. Giống như là kiểu như bạn có thể bạn cũng đã trải qua cái giai đoạn mà bạn kiểm soát nghiêm ngặt và bạn thấy nó không có hiệu quả trong chuyện tình cảm này, mình thấy bạn có sự thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, bạn có sự kiểm soát mềm mỏng hơn, bạn khôn ngoan hơn, bạn khôn khéo hơn, và bạn để mọi thứ xuôi theo dòng, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, bạn không có sự hối thúc nữa, mà bạn sẽ có sự gọi là dịu dàng hơn với chính bản thân mình, với chính người yêu của mình, với cuộc sống này ha. Và bạn có cái sức mạnh ý chí kiên cường mạnh mẽ bên trong. Mình thấy các bạn nam bạn mong muốn, điều bạn mong muốn hiện tại là bạn mong muốn các bạn nữ đừng có bị người khác chi phối, có thể là lời ra tiếng vào về cái chuyện tình yêu này khiến cho bạn cảm thấy, bạn nữ thấy cảm thấy rất là mệt mỏi, có sự buông xuôi, thì bạn nam mong muốn là các bạn nữ đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó, những cái hoặc là những lời tiêu cực hoặc những suy nghĩ tiêu cực của bạn nữ ha. Bạn mong muốn là tình yêu này sẽ có sự gọi là cùng nhau xây đắp, cùng nhau gầy dựng lên một cái mái ấm gia đình sung túc đầy đủ vật chất tiền tài ha, hạnh phúc bên nhau, và sống theo một cái lối sống truyền thống. Bạn không muốn có sự tranh cãi, có sự mâu thuẫn, chiến tranh lạnh hay gì hết, mà bạn mong muốn là bạn sẽ sáng tạo, bạn sẽ quyết đoán mạnh mẽ, chủ động nắm bắt cơ hội thời cơ trong công việc làm ăn để tạo nên một cái cuộc sống sung túc đầy đủ, giàu có sau này. Hoặc là trong chuyện tình cảm này có thể hai bạn có sự ngắt kết nối thì chia tay hoặc là tranh cãi với nhau, thì bạn sẽ có những cái quyết định đúng đắn sáng suốt và bạn sẽ chủ động nhắn tin lại hoặc là nối kết lại hay gì đó. Bạn sẽ có cái sự quyết đoán, sức mạnh ý chí cao cao để có thể hành động một cách dứt khoát, không có sự gọi là do dự nữa, kiểu vậy. Và bạn sẽ tập trung vào cái tình yêu này hơn ha, tập trung để nó phát triển hơn, đưa đến một cam kết lâu dài hơn, là dẫn đến một cái happy wedding, một cuộc sống hạnh phúc sau này cho hai bạn. Mình thấy là còn các bạn nữ, các bạn mong muốn là cái tình yêu này nó sẽ có nhiều sự may mắn hơn, có nhiều cái sự phước lành diễn ra hơn, có nhiều sự thay đổi, bước ngoặt đem đến tình yêu này có sự phát triển, giống như bạn muốn thay đổi, giống như là muốn là chuyển hướng cho cái tình yêu này đi đến cam kết hôn nhân luôn ha. Đồng thời bạn muốn có sự gọi là đoàn tụ, tái hợp, có sự gọi là hạnh phúc viên mãn với người yêu, có sự tận hưởng ở đây ha, có sự gọi là có thể hai người cùng nhau đi nghỉ mát hay gì đó. Đồng thời là bạn mình thấy là các bạn mong muốn là hai người sẽ có cuộc nói chuyện rõ ràng, sâu sắc hơn, thể hiện những cái quan điểm một cách khôn khéo và có những cái sự thỏa hiệp với nhau, có sự gọi là quyết đoán tự tin, giải quyết hết những cái vấn đề trong chuyện tình cảm này ha, những điều còn tồn đọng, và bạn mong muốn là có thể chặt đứt hết tất cả những cái điều tiêu cực trong cái chuyện tình cảm này để hai người có sự hạnh phúc vui vẻ hài lòng hơn. Và bạn mong muốn là bạn sẽ trở nên lý trí giác ngộ hơn, và bạn có sự gọi là thông thái, và bạn biết yêu thương cuộc sống này, bạn biết gọi là biết ơn cuộc sống này, biết ơn cái tình yêu này hơn, và bạn cảm thấy hài lòng thỏa mãn hơn với chuyện tình cảm này hơn.
thì bạn mong muốn là có một cái cuộc nói chuyện để bạn có thể giải tỏa hết những suy nghĩ và bạn cảm của bạn, và đồng thời bạn có cái sự gọi là yên bình hơn trong tâm trí của bạn, kiểu vậy ha. Bạn mong muốn là các bạn nam hãy cho cái tình yêu này một cơ hội, có buổi nói chuyện rõ ràng với nhau, thấu đáo với nhau nhiều hơn. Wedding rings, yeah. Wow. Tình yêu này nó sẽ có khả năng đi đến cam kết kết hôn, đám cưới, đoàn tụ với nhau, và có những chiếc nhẫn đính hôn, đính ước ở đây được trao ra nè. Và các bạn sẽ được người ấy, người yêu của bạn trao đeo vào cái chiếc nhẫn cầu hôn các bạn đó, cầu hôn các bạn nữ đó. Một cái tình yêu rất là đẹp ở đây ha. Nếu mà bạn có sự chín chắn trưởng thành trong suy nghĩ sau những biến cố thì có thể là các bạn sẽ đi đến một cái kết viên mãn là đính hôn, đính ước và đám cưới ha. Hoặc mình thấy một số trường hợp nhỏ ở đây á, một số trường hợp nhỏ thì các bạn là những người mẹ hoặc cha đơn thân ở đây ha, đã từng bước ra một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ kiểu vậy ha. Có thể là trong chuyện tình cảm này có một số người ở đây, có một số người trong cái trạng thái là muốn bỏ chạy, sợ phải đau một lần nữa, có những nỗi sợ trong tình yêu và bị cái ego, cái bản ngã điều khiển, cho nên có cảm giác như là bạn muốn bỏ chạy tình yêu kiểu vậy ha. Đúng rồi, một số bạn thì là cha hoặc mẹ đơn thân bước ra mối quan hệ đau khổ, các bạn có sự gọi là đau đau buồn, có nhiều sự tổn thương, cho nên bạn rất là sợ, sợ phải trải đau một lần nữa, cho nên bạn có cảm giác như là bạn muốn rời bỏ tình yêu này khi mà nó có sự nhen nhóm của sự mâu thuẫn, là bạn sợ và bạn sẽ cắt đứt liền kiểu vậy ha. Mình nghĩ các bạn nên hãy có sự tự tin hơn nếu mà các bạn cảm thấy người này gọi là đem lại cho bạn cái sự hạnh phúc vui vẻ, thì các bạn nên có cái sự gọi là biết suy nghĩ thấu đáo hơn, đồng thời các bạn hãy có cái sự gọi là buông bỏ những quá khứ, buông bỏ những cái niềm đau, hãy biết vực dậy bản thân, chữa lành cho bản thân mình để có thể cởi mở đón nhận cái tình yêu mới đến cuộc sống của bạn và có sự công bằng hơn cho người sau ha. Có thể đối phương của bạn đang mất kiến ha, hoặc các bạn có sự ngắm nhìn theo dõi trên mạng xã hội, nhìn hình ảnh của đối phương, kiểu vậy. Tình yêu này kiểu như có người rượt đuổi, còn có người thì bỏ chạy, theo tình tình chạy trốn tình tình theo kiểu vậy ha. Các bạn còn phải có sự tự tin bản thân mình hơn, biết yêu đúng cách hơn, đừng có sự gọi là kiểm soát quá là chặt chẽ. Hãy để cho mọi thứ nó diễn ra tự nhiên thôi. Khi nào mà tình yêu nó chín mùi thì hai bạn sẽ có sự phát triển thôi ha. Đừng có sự gọi là hối thúc cái tình yêu này nó phải đi đến một cái kết viên mãn liền, mà phải có sự thời gian tìm hiểu nhau để cùng nhau chữa lành, cùng nhau trưởng thành hơn, rồi sau này cái hôn nhân của bạn nó mới vững bền vững chắc được. Wow, và hai bạn sẽ có một cái kết rất là tốt đẹp, rất là hạnh phúc vui vẻ với nhau nha. Có nhiều niềm vui tận hưởng ở đây nè. Hai bạn yêu nhau rất là nhiều. Có thể là tương lai các bạn tụi ba này sẽ có đám cưới nha. Tuyệt vời luôn. Hai người có cái sự đeo mặt nạ với nhau nè, giống như kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hoặc là các bạn có sự che giấu, che đậy cảm xúc thật sự của mình dành cho đối phương, không dám thổ lộ, hoặc là vì cái sự nỗi đau bạn sợ là bạn trao đi quá nhiều, bạn cho người ta biết hết cái tình yêu trong bạn thì người ta sẽ không có cái sự trân trọng nó kiểu vậy ha. Bạn có sự dè chừng, cho đi một cách nhỏ giọt kiểu vậy.
Hai bạn sắp tới sẽ có những chuyến đi rất là hạnh phúc vui vẻ, chuyến đi du lịch, hoặc là người này họ sẽ trở về nước gặp lại cái đối phương, hoặc là hai bạn sẽ có đi du lịch biển rồi với nhau nè, tận hưởng Phú Quốc, Kiên Giang, Nha Trang, đâu đó liên quan tới biển ha. Wow, hai bạn chính là past life relationship qua hai người có thể là đã từng có mối giao hẹn kiếp trước. Có thể kiếp trước hai bạn là vợ chồng hoặc là người yêu với nhau, tuy nhiên hai bạn chưa có hoàn thành được cái chưa có tốt nghiệp được cái bài học tình yêu này, và hai bạn có sự giao hẹn đến kiếp này hai bạn sẽ hoàn thành cái khóa học này, cũng sẽ trở lại là thành người yêu người chồng mà trong kiếp này, để có cái sự gọi là hoàn thiện, biết yêu đúng cách và hoàn thiện cái bài học này và tốt nghiệp được cái bài học này luôn. Có sự yêu nhau, thương nhau thắm thiết mật ngọt ở đây ha. Và các bạn giống như là lúc mà qua mới quen thì các bạn cảm cảm thấy như là mình đã quen đối phương, đã thấy người này ở đâu đó, đã rất là nhìn rất là quen thuộc, nhất là nụ cười, cảm nhận được vậy ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.